Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã tuyên bức án tù trung thân đối với Vũ Thị Hòa, sinh năm 1972, quê ở huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, hiện ở xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ lông nghiệp dược liệu Vũ Thị Hòa và 18 năm tù giam đối với Chu Xuân Thu, sinh năm 1946, ở Yên Bái, trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ở xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên. Phiên tòa diễn ra từ ngày 18 tháng 1 năm 2022. Theo hồ sơ vụ án trong thời gian từ năm 2017 đến năm 2020, Vũ Thị Hòa cùng chồng là Chu Xuân Thu đã đưa ra nhiều thông tin gian dối là mình có khả năng thấu thị chữa bệnh, làm cho nhiều người tin tưởng để lừa đảo chiếm đoạt tổng số hơn 52 tỷ đồng của nhiều người. Trước đó, Vũ Thị Hòa và Chu Xuân Thu là đối tượng đã từng bị đài truyền hình Việt Nam phản ánh về hành vi lừa đảo lợi dụng tâm linh để mưu lợi riêng thông qua việc tìm kiếm hải cốt liệt sĩ từ năm 2011. Sau khi bị quân khu 7 trục xuất không cho tổ chức tìm kiếm hải cốt liệt sĩ trên địa bàn, Vũ Thị Hòa về nhà riêng tại thành phố Yên Bái lập bàn thờ Phật, tiếp tục các hoạt động mê tín dị đoan sau khi bị các cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái yêu cầu làm rõ việc khám chữa bệnh và hoạt động tìm hài cốt thất lạc tại địa phương, thì Vũ Thị Hòa rời khỏi địa bàn, chuyển khẩu từ thành phố Yên Bái đến xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Tại đây, Vũ Thị Hòa và Chu Xuân Thu tiếp tục lợi dụng các yếu tố tâm linh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó năm 2018, Chu Xuân Thu bị Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc xử phạt 2 năm tù giam về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm trong vụ án này, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc xử phạt bị cáo Chu Xuân Thu 18 năm tù. Tổng hợp hình phạt chung của hai bản án, Chu Xuân Thu phải chấp hành hình phạt 20 năm tù giam.